chứ chị. Thank you.
Hello, xin chào mọi người nha. Mọi người quay mua làm tóc à? Ồ, chuyện trò anh khám thế nhỉ? Anh cứ không tin em cơ, là hôm nay em cắt tròn không nghe. Tóc là em phải làm. Tóc phải tóc tẩy à? Nhưng mà đi gọi gì mà tối này? Tóc phải gỡ à? Không sấm chân đi em. Làm gì đâu thì cắt được. Hôm nay lại nhuộm đen đi cho nó đều màu. Hay thích để kiểu là lở giả lọ lửa lọ lửa kia. Mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mỏi lắm rồi à? Thật mỏi lắm rồi. Ok, hôm nào cắt không đẹp bắt đền. Hôm nào không cắt đẹp thì em không lấy tiền. Nhờ, đúng không? Đùa chứ lúc nào xuống đây em cắt cho. Xin tỉ 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 chọn thủy có chọn không chú ý ạ? Cho nó xin cái nào chứ không có tí chọn nào. À thôi làm tí son màu cánh chim này. Anh không đi làm đấy, hôm qua em bảo ra để lấy mấy cái gì nhỉ cái đôi giày quên ở cửa từ mà quên chưa cả ra lấy. Em làm gì đấy em? Em vừa gội đầu xong rồi. À vừa gội đầu xong rồi, ok. Ngồi kia uống nước kẹo đợi xí em. Hay đi về à? Ừ, ok. Chị em rủ nhau đi à? Nhiều đồ đợi nhau. Quà đấy, quà mấy tháng một lần đấy. Nhìn thích kìa.
Nhà toàn nhân viên xinh đẹp. Đó đây cái gì ạ? Hay lên ngoảnh đây xem nào. Mọi người qua em Hương làm đẹp nhá, đang có chương trình giảm giá 20% tất cả các dịch vụ hóa chất với lại dịch vụ làm đẹp. Thì cơ sở 1 là ký túc xá SDV, cơ sở 2 là tầng 5 tòa nhà SDV, cơ sở 3 là ký túc xá SEV nhá. Đây là chương trình đang chuẩn bị set up cho Noel cho cơ sở 1. Ký túc xá SEV nhá. À SDV. Chào mọi người nha, mọi người qua em Hương làm đẹp thì inbox em Hương nha.